Hello, xin chào tất cả các bạn, các anh em, chú bác. Hôm nay là ngày 6 tháng 6, 2020. Và cũng là ngày cuối tuần. Đam mê sưu tầm có một ít mặt hàng quay lên cho tất cả các bạn, anh em, chú bác coi và coi cái nào vừa ý mình thì mình chốt hàng ha. Đầu tiên mình cũng xin nói rõ ha, những mặt hàng này là toàn là đã qua sử dụng ha, mình không có bảo hành và không bao phí ship nha. Đó, bữa nay hàng cũng hơi nhiều ha, mình xin lướt qua ha, các bạn thông cảm ha. Thời gian mình không có bao nhiêu, với lại cái máy mình nó không có dung lượng, nó không có chứa được nhiều ha. Rồi mình xin vào thẳng vấn đề luôn. Đây, đầu tiên mình xin giới thiệu có một cái thùng Makita ha. Thùng Makita số 1 là 250.000 ha. Đó, thùng nó vậy ha, còn rất mới ha. Rồi, bề ngang của nó là nó lỡ bài xe vào đây, xe bài chính đầu nè, hạ đấy đó. Rồi, chiều dài của cái này là 36 ha. Chiều ngang của nó là 18, độ sâu của nó là 90 đó. Đó, 90. Đây là thùng số 1, 250.000 Makita. Rồi tiếp theo cái thùng số 2, đồng giá luôn 250.000 ha. Thùng GOB. Thùng GOB. Đó, thùng này cũng còn khá mới nha, bề ngoài nó hơi xét xét thôi. Đó, đầy luôn. Khóa đồ đầy đủ ha. Rồi, cái này là bề dài của nó cũng là bằng cái Makita luôn, 36 luôn. Bề ngang của nó là 20, độ sâu của nó là 70 ha. Rồi, cái này là 250 ha, thùng GOB 250. Rồi tiếp theo là cái thùng Hitachi ha. Thùng này thùng vuông ha. Thùng vuông. Chiều dài của nó là 35. Chiều ngang của nó là 29. Độ sâu của nó là 10 ha. Cái này là 300.000 ha. Khóa đồ đầy đủ. Đó. Còn khá mới ở trong. Rồi, thùng Hitachi 300.000. Thùng này rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo là mình có một số dây nguồn ha. Cái này là dây hai loại ha. Dây hai loại 10A nè. 10A, 12A. Hai số ha. Hai dây 10A, 12A. 4.9, hai sợi hai loại ha. Là 135.000. Combo số 1. Tiếp theo là số 2. Số 2 cũng là dây hai loại ha. Hai loại là dây 15A. 5m và 4m1 ha. 165.000. Đó, 4m1 và 4m7 và 5m ha. 4m7, 5m, 165.000 combo số 2. Rồi combo số 3 là 150.000, cũng là dây hai loại ha. Dây 15A luôn. 4m4 và 4m ha, hai sợi 150.000. Rồi combo số 4 là dây 10A. 10A và 12A ha. Dây nó nhỏ nhưng mà cái ruột nó bự nha. 10A, 12A là 9m7 và 7m2. Combo số 4 180.000. Rồi combo số 5. Combo số 5 này, cái này là cũng là dây hai loại ha. 15A 210.000. Dây này là
10 mét ha, dây 15 a hai loại, 15 a hai loại, 200 201 ha, combo số 5 ha, combo số 6 và cũng là dây hai loại nha. Cái này 15 a luôn, hai sợi 3m7 và 5m, 150.000 ha. Rồi combo số 7 cũng là gồm có hai sợi dây 7 a nha các bạn, là 9m5 và 9m6 ha, là 180.000. Combo số 7 ha, 180.000 hai sợi 9m7 à, 9m6 và 9m5, 180.000. Combo số 8, số 8 là dây 12A, là coi như là dây hai loại luôn, 4m5 và 4m7 ha, 150.000. Combo số 9 cũng là dây hai loại, cây dây này là 9m6 ha, một sợi 150.000 ha, dây hai loại 9m6 15A 150.000. Chiếc xeo là combo số 10. Số 10 dây này là 7A 14m 130.000 ha. Dây này 14m ha. Combo số 10 ha, 130.000. Rồi số 11. Số 11 là 90.000 ha, gồm có hai sợi. Hai sợi 12A và 13A. 3m1 và 5m ha, là 90.000. Rồi số 12 gồm có một sợi. Một sợi dây 7A là 8m 75.000. Rồi tiếp theo sau này, sau đây là cái mấy cái dây ba loại nha. Các bạn nghe cho kỹ ha, dây ba loại ha. Số 13 190.000. Gồm có hai sợi 4m2 và 4m9 ha. Rồi số 14 cũng là hai sợi. Dây 12A luôn. Là 4m3 và 4m8, 150.000 luôn ha. Số 15. Số 15 cũng là gồm có hai sợi ha. 15A 3m5 4m8 ha. 3m5 4m8, 180.000 ha. Số 16 180.000 luôn. Cũng gồm có hai sợi. 12A 4m5 5m1, là 180.000 ha, số 16. Số 17 cũng là hai sợi. Dây này là 12A luôn. 5m và 5m8 ha, 195.000. Số 18 gồm có một sợi thôi. 12A 135.000, 7m. 19 cũng một sợi. Dây này 12A luôn, 7m2. Combo 19, 7m2, 135.000 luôn. Số 20 là 7m4, là 12A luôn, 135.000 luôn. 7m4, số 20. Tiếp theo số 21. 21 là 7m6 ha, 12A, là 150.000. Số 22. 22 là 6m, 105.000. Dây này 15A luôn. Số 23 là 165.000. Dây 12A gồm có hai sợi, 4m6 và 4m7. Số 24. 24 là 170.000. Dây 12A, hai sợi, 3m9 ha. Số 25 ha. 25 thì gồm có một sợi,
là 6m7, dây 15A là 150.000. Số 26 là dây 14A, 7m5, 150.000 luôn. Dây này đẹp nha. 14A, 7m5, 150.000. Số 27, 7m3, dây 15A, 135.000. Số 28, 165.000, 8m, dây 15A, dây khá đẹp, dẻo, 8m. Số 28, 8m, 165.000. Rồi số 29, 29 là dây 3 loại luôn, là gồm có 3 sợi, là 2m8, 3m5, 3m4, ha. Dây 15A là 170.000 ha. Số 29 3 sợi ha, 2m8, 3m4, 3m5 ha. Rồi tiếp theo mình có một số dụng cụ. Đây một cái mỏ led, cái này là của Đài Loan ha. Cái này chiều dài của nó là 30 ha, 30. Cái này nó có số luôn nha các bạn, à, có số ở đây luôn ha. Nó mở là coi như là được 30 ha, mở được 30, à, 30, 30. Và nó cái đầu nó quay được nha, quay lại được ha. Đầu răng này nó quay lại được ha, hả? Đầu răng thì quay lại được. Đó, đầu răng quay lại được. Rồi, cái này là 200.000 ha. Rồi tiếp theo là hai cái kìm túc dây điện. Đó, kìm túc dây điện ha. Cái này nó có một hai ba bốn năm, năm lỗ túc dây điện ha. Là một cái bấm cốt cắt dây điện và cái kèm kẹp cái này là 250 nha. Cái này hàng của Nhật nha các bạn, hàng Nhật nha, hàng Nhật là hàng mới nha, bảo đảm là hàng Nhật nha. Cái này hàng Nhật, cái này nó gồm có là hai chạy là sạc thôi. Nó gồm có là hai loại ha, một cái đầu nhọn và một cái đầu bằng nha. Đó, cùng giá 250.000. Chức năng thì giống nhau nhưng mà cái đầu nó khác rồi. Là một cái đầu nhọn và một cái đầu bằng. Đó. Rồi, tiếp theo là có con dao. Đó. Dao này cũng Nhật luôn ha. Dao của Nhật nha. Rồi. Cái này là Senki Japan. Cái lưỡi, từ cái lưỡi tới cái từ cái lưỡi tới cái cán là 30 ha, 29, 30. Rồi bề rộng của lưỡi là 50, 5 phân ha, 4 phân rưỡi. Bề rộng của lưỡi là 4 phân rưỡi ha. Bề dài của lưỡi là 17. Đó, 17. Rồi cái này là, cái này là 200.000 ha. Cái này 200.000. Đó, của nó là như vậy ha. Đó, 200.000. Tiếp theo cũng là Senki. Dao này là 250 ha. Đi giao hàng.
đó. Cái này là sinh kỳ, mắc in da bên đó. Cây này từ cái đầu lưỡi tới cái cán là 33 đó. Cái lưỡi của nó ở giữa là 40 ha. Còn cái lưỡi dao thì dài 20 ha, dài 20. Dao này thì nó có cái hộp này đựng đó. Dao này thì nó 250.000 nha các bạn, lớn hơn một chút ha. Rồi cái này là 250.000. Rồi tiếp theo gồm có một con dao chặt ha. Đó, dao chặt. Dao này lưỡi của nó là một tấc ha. Bề dài lưỡi là 19 nha. Bề dài lưỡi là 19. Đó. Bề rộng là coi như là một tấc ha, 10 phân. Từ cái đầu tới cái cán là 29 năm. Đó. Nặng là 7 lạng mấy ha. 7 lạng mấy ha. Đó, rất là sắc sảo nha các bạn. Mất in da băng ha. Cái này là 350 nha các bạn. Cái này 350. Rồi, 6 hồi đi. Rồi, đây là mấy cái ổ cắm ha. Ổ cắm 5 lỗ. Cái này nói đúng ra là nó tới 7 lỗ nha. Nè, lỗ tròn, lỗ dẹp và hai lỗ xéo. Đây là 3 lỗ rồi. Bên này 3 lỗ nữa là 6 à. 6 ở đây, ở giữa này đó là 7 ha. 7 lỗ đó, 7 lỗ. Cái này là nó có hai loại nha các bạn. Có loại có đèn và có loại không đèn ha. Có đèn thì 65.000 à, 75.000. Và không có đèn là 65.000 ha. À, các bạn lấy cái nào cũng được. Cái không có đèn là 65, cái có đèn là 75 ha. Rồi, bữa nay là mấy cái dụng cụ là tới đây ha. Rồi, cái máy mình chỉ quay được vậy thôi. Bây giờ mình tạm ngưng.